Là chủ kênh Vườn Lan Phương Hồng xin kính chào toàn thể cô chú anh chị yêu và đam mê lan trên khắp mọi miền Tổ quốc. Ngày hôm nay là ngày 8 tháng 3 năm 2023. Nhà vườn em Phương Hồng lại lên một số mặt hàng để giới thiệu và chia sẻ cho các bác những mặt hàng con giống chuồn mặt hoa, chuồn hồng miền, những con giống chất lượng cho các bác sưu tập. Địa chỉ nhà vườn em ở thôn Tổ Gà, xã Cao Phong, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc. Zalo của em là 0972197255. Facebook của em là Hồng Nguyễn. Đó. Thì ngày hôm nay là em lên cho các bác là có 15 đơn hàng nhá, toàn những con hàng là mặt hàng ưng ý thôi. Đó. Bạch tuyết, á hậu, minh châu và hồng xòe. À, thì em cũng không đi mất thời gian cô chú anh chị lâu, em Hồng đi vào chi tiết về đơn hàng luôn. Và trước khi vào chi tiết về đơn hàng thì các bác phải thông cáo của mình, em làm em cầm có mỗi máy cho nên là các bác không lạ gì những cái mặt hoa. Khi em Hồng bán ra là phải chuyển cây và chuyển giống các bác nhé. Đây là một loạt bạch tuyết, đây là một chậu bạch tuyết này, đây là những cái cây này em tuyển nhá, em đã tuyển này, đây cây giờ em chọn thứ 2 với 3 mầm gốc luôn này, nó lên như này rất là an toàn rồi. Đó, các bác nào mà có nhà ý sưu tầm này thì các bác đo các bác sưu tầm, và tầm này thì thật ra là những bạch tuyết đã bắt đầu lên giá. Đó, em cũng nói luôn thế, hôm qua là em đi 150 cây số thì sưu tầm được có 21 chậu bạch tuyết. Đó. Đây chậu bạch tuyết này. 3 mầm gốc. 750.000 đồng. Tiếp tục là một chậu bạch tuyết nữa này. Đó. Một chậu bạch tuyết này. Chậu này đang 2 mầm gốc này. Đó, 2 mầm gốc cũng là 750.000 đồng. 750.000 đồng. Chuyển tiếp theo sang hình số 3 cũng là một chậu bạch tuyết, chậu này 2 mầm gốc này, đang lên 2 mầm gốc này. Đó, 750.000 đồng. Đây, cái lô này là em bán đồng giá luôn, 750.000 đồng. Đó. Tiếp theo sau đây em chuyển sang hình số 4. Hình số 4 này cũng là một chậu bạch tuyết. Đó, chậu này, chậu này có 2 mầm gốc, à 3 mầm gốc, đang lên 3 mầm gốc này. Đó, nó đang 3 mầm gốc. Đó, 3 mầm gốc cũng là 750.000 đồng. 750.000 đồng cho hình số 4. 750.000 đồng cho hình số 4 này. Đó, 750.000 đồng. Em chuyển sang hình số 5. Hình số 5 này cũng là một chậu bạch tuyết 2 mầm gốc, cực kỳ to rồi, đấy, mở lá rồi. Giờ này thì đúng là cứ nhìn thấy lá lên rồi. À, kỳ này, kỳ này cũng là 700.000 đồng vì cái mẻ nó ngắn hơn, các bác nhé. Hoặc là các bác à, để những cái chậu này em không đánh số này, nó 3 mầm gốc, cái thân mẻ có thể nó ngắn hơn. Các bác có thể lấy cái này em không đánh số, thì có cho em cho các bác cái chậu 3 mầm gốc. Không, em không lấy số cũng được. Đó. Sau đây em chuyển sang hình số 6. Hình số 6 này cũng là một chậu bạch tuyết. Chậu này thì bây giờ các cái bi lõ này bây giờ bắt đầu đẻ nhá. Bắt đầu với đẻ thôi. Đó. Chậu này 1.100.000 đồng. Đó, 1.100.000 đồng. Đó, 1.100.000 đồng. Đây là những cái hàng này, người ta làm mầm lõ. Đây làm mầm lõ thì nó mới ra cái bi như này. Thì năm nay nó được rất là nhiều mầm gốc, bởi vì mỗi một cái bi này ít nhất là nó có 2 cái mắt gốc. Đấy. Nó đi nhiều thì nó sẽ là 3 mắt một mầm một cái bi. Đấy. 1.100.000 đồng. 1.100.000 đồng. Đấy. Em chuyển sang hình số 7. Cây số 7 này cũng là một cây đang trong bạch tuyết. Chậu này khá là đẹp, hai chậu này. Đó, nhưng mà tiền nào của đấy, wow. Đây, nó nứt ra đây. Đó. Đây là mầm gốc của bạch tuyết này. Mới lên thì nó như này, nhưng sau này là nó xanh lè luôn. Đó, thế nhưng mà nếu mà lên ngay từ đầu tiên mà nó xanh lét ra thì cũng lại không phải.
Như cái cây bạch tuyết tầm này các bác có thể là xem nhiều rồi, các bác sẽ nhìn được ra cây rồi. Đấy. Cũng có thì loại là HO đấy thành bạch tuyết. Cứ vào vườn này, đấy. Em bán hàng là phải chuẩn. Đấy. 1.300.000 đồng cho chậu bạch tuyết này. Hàng này hàng ngày tưới nước rồi ngắm cũng thích các bạn. 1.300.000 đồng. Em chuyển sang hình số 8, cũng là 1.500.000 bạch tuyết. Đó, đây, bi mắt gốc này bắt đầu lên hết rồi. Chậu này cũng là 1.300.000 đồng. Cũng là 1.300.000 đồng cho hình số 8. 1.300.000 đồng. Em chuyển sang hình số 9. Hình số 9 này, cái này là em bịt mắt gốc rồi cho nó lên này. Đó. 1.300.000 đồng. Chậu này nó ba cái bi luôn. Em nói thật là chậu này nó quá tiềm năng, ba bi này. Thì các bác biết là ba cái bi này nó sẽ ra cho mình là bao nhiêu mầm gốc. Đó. Thì mua cây tầm này thì được sự lựa chọn, thật ra là nó cực kỳ bèo rồi, nó cực kỳ dễ rồi. Đó. 1.300.000 đồng cho hình số 9. Đó. Đó, kết thúc hệ mặt hàng bạch tuyết, em chuyển sang hình số 10. Đây là một chậu nái hồng minh châu. Trong này em phải nói trước, cái này giữa cây minh châu này và cái cây á hậu này, hai cái chậu này hôm em cũng lấy được bèo dề, em nói luôn dề dề thì em bắt dề, em nói luôn thế không phải là sai hoa hay nào, mà tại sao cái cây này lại bắt dề này. Đây nhá, đây là cây á hậu này chuẩn bị ra hoa luôn. Những cái hàng này không cần phải kích để cho ra tự nhiên cho nó đẹp đó, còn hoa kích thì mình chỉ lấy để chuẩn hoa thôi chứ còn gì, không thể nào mà đẹp bằng cái hoa ra tự nhiên được đó. Đây em đo 2 này, 4 này, cái thân này 65 cm, thân này hơn 40 cm. Đấy, em không có tính mét nữa, bây giờ là không có tính mét, em mua này em bán thế. Đấy, cá cái chậu này, cá chậu này 850.000. Đấy, 850.000, 850.000, hình thứ 10, 850.000. Hồng á hậu. Em chuyển sang hình số 11. Đây là một cây minh châu. Cái hồng minh châu này. Đó, cái hồng minh châu nhá. Số đo dài khoảng này 2 này, 4 này, 6 này, tầm 75 cm. Khoảng 75 cm. Con béo này. Nhưng cái giống minh châu này cái thân gốc của nó rất là nhỏ. Đó, cái gốc của nó rất là nhỏ. Bắt đầu nó phình rồi này. Đấy, có 700.000 đồng. Đấy, ra rồi như đây, đây cũng là một cây minh châu của em. Nhưng những cây này em không bán được để cho ra hoa, bởi vì là em mua trước, mua trước lúc đắt. Em mua lúc cây chậu này có 5 triệu. Mua lúc 5 triệu thì bây giờ em không bán được, mà cây bằng này bán 700.000 đồng thì đúng là em không bán được cái chậu kia là đúng rồi. Đấy, em phải nói vậy nhé. 700.000 đồng cho hình số 11. Đó, 700.000 đồng cho hình số 11. Em chuyển sang hình số 12. Hình số 12 là một chậu hồng mỹ nhân. À, kỳ này. Hồng mỹ nhân này. Có 4 cái mầm gốc. 4 cái mầm gốc, hai thân 4 mầm gốc. 300.000 đồng. 300.000 đồng cho hình số 12. Em chuyển sang hình số 13, đây là hồng xuyệt xanh. Đó, hồng xuyệt xanh này. Thân hồng xuyệt xanh này. Những cái chậu này năm nay ra hoa luôn. 500.000 đồng. 500.000 đồng cho chậu này. Đó, đi lán đây chậu hồng xuyệt xanh rồi. Quay cái chậu hồng kia. Kiểu phi yến trước. Kia kiểu phi yến này. Thì cái này em không còn nhiều. Hôm trước rất là nhiều. Bây giờ em chỉ còn có 2-3 cây to rồi. Em quay lên cây này. Đó. Cây này nó có 2-3 mắt gốc à, 3 mắt gốc. Đó. Bây giờ bắt đầu nhú nhú này. Như nó mất lá, cây này là cái kỳ trên thân, đúng không nhá. Phải nói trước nó là cái kỳ trên thân xuống chậu và thuần chậu lâu rồi.
cây của Đức Đại Phát. Cái kiều phi yến này em Hùng chia sẻ giá 350.000 đồng kiều phi yến đó. Kiều phi yến em chuyển sang hình số 15 là một chậu hồng xòe xanh. Chậu này 500.000 đồng, 500.000 đồng cho cây hồng xòe xanh này đó. Để mầm gốc đang lên 500.000 đồng. Thì hình 15 là khép lại cái video buổi sớm ngày hôm nay nha. Cuối cái video như thường lệ, em Hùng xin gửi lời chào, lời chúc tất cả thầy các bác. Em chúc các bác một ngày mới vui vẻ. Em tạm biệt các bác.